Hello và chào mọi người đã cùng đến với tập 21 của Minecraft Vua Khủng Long. Và mình là Geocat. Ok, thì như mọi người đã thấy ở trong tập trước là mình đã hoàn thiện cái chuồng khủng long bạo chúa T-Rex này. Và mình đã là tạo thêm một con T-Rex cái nữa à, con này thuộc giống cái. Thì mình bỏ vào đây ha. Và trong chuồng này mình đã tu sửa lại rất là nhiều thứ, như là chỉnh sửa một số đất nè, rồi trồng thêm một số cái cây để cho những cái con khủng long này nó có thể gọi là đi du lịch, du ngoạn ở trong cái chuồng, cái kiểu bla bla. Và sau khi mình đem con khủng long T-Rex này từ cái hòn đảo qua bên đây thì bắt đầu nó đã lớn lên rồi đó mọi người à. Đây nè, nó đã được 17 ngày tuổi rồi, nó thấy ghê chưa? Đó, nó đi ầm 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 luôn. Còn con cái này thì mình mới bỏ vào tập ngày hôm qua thôi. Tập trước thôi. Mới được có 2 ngày tuổi à. Còn khá là bé ha. Và hai con khủng long này nó không có cắn nhau nên là mình cũng thấy rất là an tâm rồi. Đó. Còn bên đây thì sao? Cây táo đã mọc rồi kìa. Bên đây thì trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một cái chuồng rộng hơn để bỏ cho cái con khủng long ăn cỏ qua một bên. Và mình sẽ tạo ra lai thêm một số con khủng long cổ dài cái kiểu để mà cho nó ở chung ha. Để qua đây coi là cái con khủng long ui, khủng long ba sừng mình nó bự kinh khủng luôn. Các bạn theo coi nè. Ui, nó to thật sự luôn ấy. 30 ngày tuổi rồi. Wow, 30 ngày tuổi các bạn à. Còn con này thì sao? Con này mình đã được 17 ngày tuổi, nhưng mà 17 ngày tuổi mà bự bằng con 30 ngày tuổi kìa. Mọi người thấy ghê không? Không biết giờ mình cưỡi được chưa nữa. Cưỡi được chưa? Chưa cưỡi được các bạn à. Cái con này hình như chưa cho cưỡi sao á. Lớn lớn xíu nó mới cưỡi được. Ok, vậy đi. Và quay về căn cứ của mình. Và tập ngày hôm nay chúng ta sẽ chế tạo một số cái cánh cổng tự động, cánh cửa tự động cho phòng thí nghiệm của mình ha. Để tránh cho mấy cái con vật nó bắt đầu nó đi vào nhà mình, nguy hiểm lắm. Ủa? Ủa, bé khủng long bay của mình đâu rồi? Ơi! Oh no! Rồi, mình hiểu lý do vì sao là mất tiêu rồi đó các bạn à. Không phải là nó tàn hình đâu. Mọi người xem nè. Đó là con khủng long bay. Và khủng long bay thì mình để cái lỗ ở đây làm gì, đúng không? Trong những tập trước có một số bạn nói mình để như vậy nó sẽ bay mất. Nhưng mà thật sự nó bay mất thật nè. Mình cứ tưởng nó không biết bay không à. Oh no! Vậy là chúng ta lại phải like tiếp tục rồi. Trước khi like thì mình sẽ qua đây cho mọi người xem cái cánh cổng tự động của mình. Này, khá là đơn giản thôi. Đó, đóng ra đóng vô nè. Đó, thấy không? Để mình đang tu sửa lại cái chỗ này cho nó đẹp hơn xíu. Mình sẽ không sử dụng cái lối đi mà cồng kềnh kia nữa. Mình sẽ bích bên đây lại luôn rồi nè. Đó, còn bên đây mình sẽ xây cánh cửa. Bên đây mình cũng xây luôn nha. Hiện tại mình đang xây đó nhưng mà chưa có xong thôi. Và chúng ta sẽ bắt đầu công việc ngày hôm nay. Mình sẽ lai thêm một số con khủng long ba sừng để mà làm một cái chuồng mới. Khủng long ba sừng tiếp tục của mình á, thì mình sẽ cho nó ở đâu đây ta? Mình sẽ cho nó ở gần cái con khủng long T-Rex này luôn ha. Tại vì bên đây cũng có cái hồ nước này các bạn thấy không? Địa hình quá là tốt đẹp luôn. Còn hoặc là mình sẽ dựng cái chỗ này lên. Chỗ này thì để từ từ đi, mình sẽ tính toán sau. Tạm thời mình sẽ dựng cái chuồng khủng long ba sừng tại đây. Đó, rất là hợp lý luôn. Mình sẽ bỏ lai từ từ nhiều nhiều vào bọn khủng long ba sừng, mình sẽ vứt vào đó. Rồi bây giờ đi chỉnh sửa lại cái đó, sửa thạch anh cái kiểu lên nè. Ok, mình đã có thạch anh rồi. Thạch anh rất là nhiều luôn. Lần trước đi mai quá trời luôn, mai tới banh cúp luôn các bạn à. Được bao nhiêu đây? 48 rồi hả? Lấy hết luôn đi cho nó có nhiều nhiều xíu để có cái nguồn để mình tạo ra. Trong những tập tiếp theo mình sẽ like bắt đầu có lương thực nhiều rồi mình sẽ tạo cực nhiều đàn khủng long luôn ha. Rồi vậy đi, bây giờ là bậc thang cái đã. Mình mới xây tới đó mình chưa có làm bậc thang nữa nè. Biết đủ không ta? 40 à, 40 chứ cũng đủ rồi đó. Rồi chúng ta sẽ nói bên đây lại, thấy không? Như vậy nó sẽ đẹp hơn. Và lần trước mình tự nhiên để cái rương ở đây, thiệt là tào lao quá đi mà. Bây giờ nhìn nó bị vướng vướng kiểu gì vậy đó. Cái rương này bắt đầu không có giúp ích lại gì đâu cho mình rồi đó nha. Rồi bắt đầu có cầu thang rồi, chúng ta sẽ làm cửa sao vậy? Ở đây sao bị lủng lỗ vậy? Thôi cả đi không sao. Chỗ này chúng ta nói lại được không ta? À, nếu mình muốn nói lại thì mình sẽ đập cái cục này đi. Đó, nhìn nó kiểu ngu kiểu gì các bạn. Nhưng mà thôi không sao. Bên đây nói lại được không? À, nói lại được luôn, ngon. Rồi đó, hợp lý quá đó đúng không?
Ở đây chúng ta sẽ làm cái cửa. Cái cửa thì rất là đơn giản. Ở trong cái bản mod này có rất là nhiều cửa nha. Cửa lava nữa nè, thấy không? Cửa nhìn giống như là ở trong tù ngục gì đó. Một cánh cửa rộng nữa nè. Nhưng mà mình thích cửa này hơn, nên là mình sẽ làm cửa này. Chúng ta sẽ đi lấy thủy tinh cái đó. Còn thủy tinh không nữa đây? À, còn các bạn ơi, còn là may rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cắt gọt ra. Cái kia là gì ta? Để mình xem lại coi. Bubble đúng không? Bubble đây. Rồi, cần vàng nữa là xong. À, từ từ chế tạo cái cửa cái đó. Sắt trước. Ồ, chút nữa đi mai thêm đá để mà mình xây chuồng các bạn. Thiếu đá quá. Ồ, sắt đâu hết rồi? What? À đây. Ui, làm giật cái mình. Rồi, làm mấy cái cửa này trước đi ha. À, thủy tinh thường cũng được nữa. Ui giời. Rồi, giờ cần vàng nữa thôi là đủ. Ok. Ok con dê. Xong. Mình sẽ gắn cánh cửa tự động ở đâu? Ở đây. Đó. Trạm nghiên cứu bắt đầu hoạt động. Mấy lần trước trạm nghiên cứu của mình không có cửa, không có gì hết. Ở chỗ này chúng ta sẽ đắp thạch anh lại. Vậy thôi. Chỉ có vậy thôi. Bay lên cao xíu đi. Đắp tới đây đi ha. Đắp này hay là đắp cái kia ta? Thôi đắp thạch anh thường thôi. Mình định đắp thủy tinh nhưng mà hết thủy tinh rồi. Chắc mình sẽ dời mấy cái con khủng long này xuống quá. À thôi, để gì đây cũng đẹp. Để gì cũng đẹp nữa. Cái này thì mình nghĩ là đó, mình sẽ để như vậy. Nói liền lại. Nhìn nó có một cái điểm nhắn gì đó. Cái kiểu chút xíu nó đi like khủng long sao. Tạm thời chỉnh sửa lên mấy cái chỗ này các bạn ơi. Chứ không chỉnh là không được đâu. Cái nhà của chúng ta phải chỉnh lại một cách kỹ càng xíu. Rồi luôn, hết luôn rồi. Uầy, nhìn cũng đẹp phết đó nha các bạn. Đó. Xoay. Xoay không hổ danh là. Thôi đi ngủ. Thì tối rồi. Sáng rồi đi like con khủng long ba sừng ra cái đã. Mình đã có đĩa rồi. Mình đã có đĩa DNA của nó rồi. Con khủng long ba sừng tên gì ta? Qua đi coi coi. À, Chesterator đúng không? Đây, 100%. Ok, vô tách đĩa thôi. Mình sẽ tách thêm hai con nữa các bạn à. Mình sẽ like ba con khủng long ba sừng. Wow. Ba sừng ba con thì nghe nó phù hợp đó đúng không? Này là ủa. Đập được, tưởng đập không được chứ. Đây là cửa kính thôi. Tạm thời cắt cửa kính hết đó đi. Cái này á, cái này vứt đâu ta? Rồi, vứt đại đó đi. Ok, hồi nãy mình nói mình làm gì mình quên mất tiêu rồi. À, tiếp tục làm thêm một cánh cửa đúng không? Nhưng mà thôi từ từ đã. Coi con khủng long của mình like thêm tầm hai con nữa. Hai con khủng long ba sừng, một con cái nữa. Chỉ hai con đực thôi. Tại vì mấy con ăn cỏ đó nó không có cắn nhau đâu mọi người à. Nên là mọi người cứ an tâm. Rất là hiền luôn bọn này. Nhanh đi nhanh đi. Rồi ok, có rồi đó. Ta đưa vô đây bơm vô cái siren. Ui, trứng gà sắp hết nha. Moss. À, ra ngoài kia thu hoạch một ít moss. Chạy xe ra. Rồi, chạy xuống biển, lên đồi cái kiểu. Rồi đây chúng ta lấy moss. Rồi thu hoạch ít cá luôn. Mình nói mình làm thêm cái bẫy này nè các bạn. Nhưng mà chưa có thời gian làm nữa. Tách cá ra để đem cá qua cho cái con quái thú của mình ở dưới biển. Ở dưới hồ mình đang nuôi nè, bên đây nè. Không biết quái thú của mình như thế nào rồi ta. Cái cây. Quái thú của mình ủa rồi rồi. Đừng nói chết rồi nha. Đây quái thú mình bơi quá dữ các bạn ơi. Mình nói mình sửa chuồng lại nhưng mà chưa sửa nữa. Đó, quái thú của mình đã được 1 tuần tuổi, là được 7 ngày tuổi rồi. Wow. Quái thú lớn nhanh ghê nha. Không biết khi nào nó mới lớn nữa đây. Tiếp tục lại bỏ cá vào. Chuyên mục bỏ cá vào thôi. Cù bò gì chút mình qua mình xử sao vậy. Nói chung là chưa tới mùa vụ thu hoạch đâu. Ở trên đây chúng ta cần phải rào lại nè, để tránh cho cái chiếc trực thăng mình nó rơi xuống các bạn. Chứ để vậy thì không ổn một tí nào hết. Chỗ này thì mình nghĩ là nên đắp thủy tinh thì nó sẽ đẹp hơn á. Đúng không? Cánh cửa là 3 đúng không? 1, 2, 3, 3 ô. 1, 2, 3.
Vậy đây là phải rào lại. Ở đây chúng ta sẽ để thủy tinh các bạn. Thủy tinh mà đã gọt sẵn á, mình sẽ gọt tiếp tục nè. À, để kiếm cái thủy tinh ở bên ngoài gọt đi cho nó đỡ tốn. Đây. Cái nào đẹp ta? À, theo mình thấy thì cái nào cũng như cái nào thôi. Lấy cái này đi. Cái nào nhìn nó huy hoàng một xíu. Cái này nhìn giống nhà tù quá. Thôi kệ, không sao. Bên đây sẽ không làm cửa, bên đây chúng ta sẽ bích lại luôn. Đúng không ta, nhìn giống nhà tù không? À, trạm nghiên cứu vậy được rồi. Nhìn giống trạm nghiên cứu rồi đó. Bên đây là một cái kính, bên đây là cửa là 3 ô. Rồi. Đào đập cái cây này ra được rồi đó. Mình sẽ làm hai cánh cửa, một bên bên đây và một bên kia là xong. Trước tiên làm việc thì ăn uống cái đã. Để coi là chúng ta lai ra được 3 con chưa. Ok, quá nhiều luôn rồi, 4 con luôn rồi. Thôi được rồi. Hết nucleotic luôn rồi. Bỏ lại. Bỏ class này lại nè. Bỏ này vô dụng cụ nè. Bỏ Luli lên đây. Đắt lên đây. Khủng long giữ lại. Sắt cái kiểu bỏ vào đây. Rồi, ok. Ok con chơi, tiếp tục. Một con. Hai con. Chỉ là mình là mình tách 3 con thôi nhỉ. Thôi, 4 con luôn đi là một đàn luôn các bạn à. Một đàn sẽ đủ trứng không ta? Mình còn 8 quả. Ở đây chúng ta phải chế tạo thêm Pachydit. Khó chịu đây. Phải làm thêm rồi. Không làm không được đâu. Ở đây chúng ta có thủy tinh dư nè. Ủa, nãy mình chế ra cái gì vậy? À, cái ống nghiệm. Mình sẽ chế tạo tấm thủy tinh. Từ tấm thủy tinh chúng ta sẽ chế ra Pachydit. Rồi, 12 cái. Nói chung là lâu quá không có tạo rồi, giờ nó sắp hết rồi. Tiếp tục lại thiếu cái empty side cái này nữa. Ôi giời. Lại phải chế. Chúng ta cần hạt sắt thôi. Sắt thì trong đây. Hạt sắt tầm 5 cái thôi là đủ rồi. 5 cái nugget là đủ. Rồi, chế sao ta? À, cần cái ống này. Ôi, nãy mình chế tạo ống này trước là đúng là quá là hay luôn. Được bao nhiêu? 8 cái là cũng đủ rồi đó. Cũng dư một xíu. 1-2 con rồi nha. 2 con rồi bơm vào quả trứng rồi đó. Rồi, bây giờ chúng ta đỡ vô một con nữa. 4 con luôn đi. Một đàn luôn. Ở gì nữa ta? Thôi 3 con thôi các bạn à. 3 con được rồi. 4 con hơi nhiều. Từ từ tính cũng được. Một con này bỏ vô lò ấp cái đó. Chút nữa mình ấp sau. Mình có dư moss rất là nhiều. Rồi bên đây bỏ vô đây. Chích vô quả trứng. Truyền DNA vào quả trứng gà. Đó. Thiếu gì nữa không? Nucleotic mình đã hết nè. Thôi chút chế tạo sao. Mình cũng chưa có ấp trứng gì nữa đâu. Trong tập ngày hôm nay mình ấp thêm 3 con khủng long 3 sừng nữa thôi à. Rồi chút đi xây chuồng. Mình đã có một con đực. Mình sẽ cho một đây con đực và hai con cái. Để cần ấp 3 quả trứng chúng ta cần có 3 moss. 3 cái cục để mà ấp. Rồi chúng ta không đủ rồi. Chúng ta chỉ đủ có 2 mà thôi. Hình như là ở trong rương của mình vẫn còn. Rồi hết luôn rồi. Rồi toàn. Thế này thì toàn. Còn không? Còn moss không? Hết luôn rồi các bạn ơi. Là áp được có 2 con à. Từ mình sẽ ra đây mình check thêm. Đó, nó lại mọc ra kìa. Chúng ta được 2 rồi. Vậy là cần rất là nhiều. 4 nè. Ôi mọc lẹ lẹ đi. Mọc vô nhanh nhanh giùm tôi. Mình sẽ đợi ở đây cho nó dễ mọc ra. Đó, nó mọc ra đó. Mọc nhanh nhanh xíu coi. Trời ơi. Sống gần môi trường này tại sao lại không mọc ra. Chúng ta mới được có 4 à. Ủa được có 4 à. Ôi có cá nữa này các bạn. Nói chung là cá trong đây nó rất là nhanh sinh sản ra và nhanh dễ bắt lắm. Cái hồ nhỏ xíu mà mình bắt biết bao nhiêu con cá rồi đó. Ê, cái con này nó ăn nó nước vứt tùm lum rồi nha. Con cá thủy quái của mình nha. Càng ngày nó càng bơi nhanh, không biết sau này có bắt lại nó được hay không nữa. Rồi ơi, không đủ moss rồi. Thiếu nữa. Ôi chán thế.
Thôi cả để up hai con trước vậy. Rồi mình định định up ba con. Thôi vậy là up hai con trước đi. Một con cái và một con đực nha. Rồi để up đó đi. Cắt quả trứng với mod lại đây. Chút nữa chúng ta qua khám khám lại, lấy vàng lấy sắt ra lại làm cái cửa tiếp tục. Cái glass lúc nãy là gì ta? Ủa cái cây chest link của mình đâu rồi? Đây đây mình chest, mình sẽ cắt là bubble đó. Ok đó, giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm cái cửa, the door. Cửa này là cửa hiện đại nên là chúng ta cần hơi tốn kém một xíu. Có cửa sắt khổng lồ nữa nè các bạn. Nói chung là nhiều cửa lắm ở trong bản mod này. Đó, rất là nhiều loại cửa luôn nè ha. Cửa mới không à. Thôi, nói chung là làm tiếp tục cái này thôi. Mình không có đam mê mấy cửa kia đâu. Mình sẽ làm tầm hai cánh. Thủy tinh nào cũng được, khỏi cần phải cắt ra. Thủy tinh này đi. Rồi. Một. Hai. Ok. Đã có được hai cánh cửa tự động. Đặt ở đâu? Đặt ở đây. Chứ đặt ở đâu nữa. Đấy, hợp lý, quá là hợp lý luôn ha. Cái cây này là mình nghĩ là cho nó quy tiên là vừa. Tạm biệt cái cây. Cái cây một thời của tôi. Ủa tại sao để cái rương ở đây nhìn nó vướng vướng kiểu gì á. Thôi, cả đây không sao. Cái này làm rương kỷ niệm mà các bạn. Rồi bên đây thì chúng ta sẽ để cái này lại. Thủy tinh giống vậy luôn. Thấy cái nào cũng đẹp hết. Cái này đi, cái này đẹp hơn nè. Ồ cái này đẹp hơn này nha. Rồi ở trên đây thì làm gì đi ta? Đặt đèn hay là đặt cái này nha? Ờ đặt cái này mình thấy đẹp hơn á các bạn ơi. Ủa mình thấy cái này giống như là cái bảo tàng vậy đó. Không còn là cái phòng thí nghiệm nữa. Không biết có phải là phòng thí nghiệm nữa hay không. Sao nhìn là lão á. Rồi không sao, đây chúng ta có thể nhìn ra bên ngoài nè, thấy không? À, chúng ta cần một ít thạch anh tiếp tục. Lần này chúng ta cần rất là nhiều đây. À, mình còn rất là nhiều luôn. Không hẳn là nhiều, đủ xài thôi. 64 nè. Bao nhiêu rồi, bao nhiêu rồi? 12, 19, 29 đúng không? 37 rồi, ok, 37 thôi ha. Áp trứng thì còn lâu lắm các bạn à. Cứ để đó đi. Mình ra đây mình build lại cái chỗ này cái đã. Sửa sửa lại xíu. Chút đi thu hoạch mùa vụ cái kiểu. Rồi mình cho mấy cái con khủng long nó ăn nữa. Đó đây chúng ta nói lại. Ủa nói lại không được luôn hả? Kỳ vậy. Kỳ vậy kỳ vậy. Ủa sao không nói lại được nhờ? À, không nói lại được thôi. Mình cắt cái chỗ này lại kiểu vậy đi. Ở bên đây cũng vậy luôn. Chúng ta build là build cho tới luôn đi ha. Chứ build nửa chừng nhìn nửa mùa kỳ lắm. Rồi đó. Phòng thí nghiệm là phải chăm chút một xíu. Của... Đây, ok. Rồi đó, hợp lý đó. Hợp tình hợp lý cho các bạn. Quá đẹp luôn đúng không? Cái phòng thí nghiệm có 102. Ui. Ở đây chúng ta thiếu đèn nè. Có đèn rồi. Đèn này thì chúng ta sẽ để vô góc. Đó. Để vậy nó sẽ đẹp hơn. Bên đây cũng vậy. Đó. Ở trên đèn. Để đâu nữa ta? À, để gì được rồi ha. Đủ sáng rồi. Thắp sáng niềm tin rồi. Ở đây một cái nữa đi. Rồi ok. Hợp lý. Đóng cửa lại liền. Đó. Bây giờ cái khu mình rất là an toàn luôn. Không thằng nào mà vào được hết. Zombie gì cũng không vào được nữa. Tại vì nó đâu biết mở cửa đâu. Bây giờ đi ngủ. Quá đã đúng không? Ơi, trạm nghiên cứu của mình xong rồi. Bây giờ thì đi lấy đá để mà ra tạo cái chuồng khủng long cái đó. Có cúp rồi nè, chúng ta cần phải chặt tạo thêm để mà đi ven mai. Tại vì mỗi lần đi ven mai á là cúp nó mau hư luôn các bạn ơi. Mình cắt lại đồ cái đó. Rồi. Ok, chúng ta cần phải có gì? Mình lấy cúp bằng cái này hoặc là chia god cũng được. 6 cây đi. Lấy này tạo que. Mình sẽ tạo tầm một cây nè, hai cây nè, vậy là ba cây, bốn cây, mình đã có bốn cây cúp. Mình không biết là bốn cây cúp có đủ đào nữa hay không nè. Rồi đi ven mai lấy đá thôi. Let's go. Chúng ta sẽ xuống đây
để mà bắt đầu xây chuồng khủng long. Lấy đá. Đây bữa cái chỗ cũ mình lấy đá nè. Mình để ở đây cho nó sáng cái đã. Đó. Ok, lấy chỗ này đi ha. Đó thấy không? Các bạn thấy vẹt mai nó nhanh lắm. Đó, lại hơn một cây đó. Được bao nhiêu đá rồi? Uầy, cũng nhanh, cũng nhiều đá phết á. Rồi lại hư tiếp. Rồi lại hư. Rồi sắp full này các bạn ơi. Còn cây cấp nào nữa không? À, thôi hết rồi. Thôi lấy nhiều thôi. Mình sẽ không lấy đá. Mình sẽ không lấy cúp sắt mình đào đâu. Mình chừa lại. Rồi đó. Đủ rồi. Lấy cái đồ chest ra. Mình gọt lại cái đá coi. Chúng ta sẽ lấy đá nào làm chuồng đi nha. Ở đây có rất nhiều loại đá để mà xây dựng chuồng. Mình thấy là loại đá này nó sẽ đẹp hơn nè. Đấy, mình sẽ tạo ra rồi hồi mình đặt xuống thôi, easy. Một loại một thôi. Chứ bữa mình lỡ xây đá cụi thì hơi xấu các bạn à. Khá buồn luôn ha. Này chúng ta sẽ xây qua cái loại đá là marker. Chứ không phải là market. Uầy, hơi nhiều quá. Không biết đủ không ta? Rồi chắc cũng đủ rồi. Ở đây coi up chưa? Up xong chưa? Up thì chưa đâu, sắp xong thôi chứ chưa đâu. Ok, bắt đầu đi ra ngoài kia dọn thôi. Có cái cây Wonder Diamond One này nè, rất là build rất là nhanh luôn nha. Thì mình ra đây mình bay chiếc trực thăng lại kia, mình neo mình đậu lại coi. Nó cứ rớt xuống hoài. Ây da. Trời ơi, bay trực thăng. Bay trực thăng một lần muốn gãy cái giò vậy. Rồi, mốt con rào lại trên kia sao? Còn bây giờ chúng ta sẽ qua đây tu sửa lại cái chỗ này để mình làm chuồng thôi mọi người à. Ôi cái chỗ này làm chuồng được không đây? Mình thấy nó không có khả nghi chút nào. Không có khả thi. Có chỗ nào rộng rộng một xíu không? Chuồng này được không ta? Bên đây thì không có chỗ. Mình nghĩ là chỗ này đi. Đây nè, cái chỗ này nè các bạn. Cái chỗ này là làm chuồng là hợp lý luôn rồi đó. Ok chưa? Được không ta? Ok. Thì lúc nãy mình nói là đang lựa chọn vị trí đó các bạn. Thì trong lúc đó mình sực ra là thấy là cái chỗ này nó thích hợp quá nên là mình đã build qua cái chỗ này luôn rồi. Đó. Mắc gà tới tối luôn nè thấy không? Xây từ sáng tới tối luôn mới xong cái vàng cái viền này nè. Đó, và đây chính là cái chuồng cho những bọn khủng long ăn cỏ của mình. Tụi khủng long ăn cỏ mình sẽ bỏ vào đây. Vì thế là đó là lý do vì sao mà mình xây nó rộng đến như vậy. Đó, còn bây giờ là cái công việc còn lại là build lên thôi. Build lên thì cũng rất là đơn giản. Tại vì chúng ta đã có cái cây này rồi. Đây các bạn xem nè. Các bạn cứ xem. Đó thấy không? Và mình sẽ cho nó cao bằng cái chuồng khủng long T-Rex luôn ha. Tại vì sau này mình bỏ những cái con khủng long cổ dài vào á thì mình sợ nó sẽ thoát ra ngoài nên là chúng ta sẽ cho cao đến như vậy đi. Ok chưa? Quá là hợp lý luôn đúng không? Có cái cây này nói chung là build cực nhanh các bạn à. Không cần phải tốn nhiều thời gian đâu. Chúng ta chỉ cần chế tạo đủ cái nguyên liệu thôi. Ôi mình còn nhiều lắm. Chắc là cũng vừa đủ đó. Mình ráng xây cho xong một hay là hai cái góc đi. Một hai cái cạnh của cái chuồng này rồi chúng ta sẽ đi ngủ sau. Chắc là mình nghĩ cái chuồng này chúng ta sẽ làm tầm hai cái máy cho ăn lận. Tại vì chúng ta nó chia ra tới hai hồ nước nè thấy không. Một hồ nước bên đây và một cái bên đây. Con nào thích vui chơi thoải mái ở đâu, vui chơi giải trí ở khu vực nào đó thì qua bên khu vực đó. Và cái tường này nhìn nó cũng đẹp hơn là đá cuội ha. Gọi là chọn cái này là không sai. Rồi hết luôn rồi đó. Mới build chút xíu hết đá luôn rồi. Tí chúng ta lại sáng ra chúng ta lại tiếp tục đi làm đào thêm ít đá để mà mình build thêm cho chút tường nữa cho nó xong luôn. Và những cái tường ngoài này mình nghĩ là chúng ta sẽ xây kính để chúng ta có thể quan sát từ bên ngoài vào. Đã có moss rồi nè. Moss nó lại tiếp tục sinh sản ra rồi. Giờ tối rồi đi ngủ phát cái đó các bạn ơi. Ui nhiều thế. Lần đầu tiên mới thấy luôn nha, 10 cái luôn rồi, ngon chưa? Ok đó. Cái lồng kính này thì từ từ chúng ta tính toán sao vậy, tập để tập sau tập kia gì đó. Còn bây giờ thì vào đây, trứng nó ấp xong. Đi ngủ thôi. Sáng chúng ta sẽ tiếp tục. Rồi, bây giờ thì đi tạo cúp thôi. Ở đây chúng ta có rất là nhiều khoáng sản khác, không cần phải sử dụng cúp thường. Không cần phải dụ sử dụng sắt các bạn ạ. Lead cũng được nè, constant cũng được nè. Chúng ta sẽ cắt lại những cái khoáng sản cũ để mà mình chừa cái khoảng trống ra để mà mình đi mai. Đây,
đặt lại những thứ không cần thiết vào. À, nên lấy cục đèn theo đi. Rồi ok. Ai à, tiếp tục làm cúp được rồi đó. Wow, xây xong cái chuồng đi ha các bạn. Còn gì nữa không ta? Ủa này mình lấy nhiều. À đây. Vậy là chúng ta được 4 cái cúp, 4 cái cúp là cũng đủ rồi đó, cũng vừa đủ. Ở nói chung là mỗi lần xây cái chuồng đi mai vậy nó tốn khá là nhiều tài nguyên. Và thời gian thì không có tốn bao nhiêu đâu. Mấy cái này thì xây chuồng nhanh lắm các bạn à. Không tốn thời gian đâu. Đây là cái chỗ mình ven mai lúc nãy. Tiếp tục, ôi đào phát hư luôn kìa. Mình cần rất rất là nhiều đá các bạn à. À tùy theo mỗi loại khoáng sản, cái nào bền thì nó sẽ lâu hư, còn cái nào không bền thì đào một phát là hư luôn. Chúng ta được rất là nhiều stack nè. Rồi hết luôn rồi, còn cúp đá thôi. Ở còn cúp sắt thôi, hoặc là lấy đào luôn đi. Cái này có cúp kim cương thì đào rất là nhiều luôn nha. Mà mình nghĩ là đủ rồi đó các bạn ơi. Đi lên thôi. Thì là bót lên cho nhanh, khỏi đi lên đi xuống cho mệt. Chúng ta sẽ lấy cái cây này chúng ta gọt tiếp tục. Mình sẽ chọn qua cái này. Hơi tốn thời gian xíu, nhưng mà bắt buộc phải làm rồi. Đã xây chuồng khủng long rồi phải đầu tư tí. Ban đầu mình hơi tốn thời gian đi tìm nguyên liệu thôi, chứ sau này thì chúng ta không cần phải đi tìm nữa như những tập đầu tiên ha. Nên là có gì đó nó cũng khỏe hơn rất là nhiều. Rồi ok, lên build tiếp tục thôi. Cái chuồng sắp hoàn chỉnh rồi anh em à. Wow, phải nói là cái khu này mình xây dựng gần hết rồi nha. Phá hoại tài nguyên thiên nhiên khu này gần hết rồi. Xây chuồng không mà mệt gì đó. Mà xây chuồng này nó đỡ hơn xây cái hàng rào điện ha. Hàng rào điện thì xây nó tốn thời gian lắm các bạn. Ồ bên kia nó gần, sao bên đây cao, bên đây xa vậy ta? Tại vì bên kia đất nó cao, bên đây đất nó thấp. Là chúng ta phải build tốn đá nhiều hơn. Ui sắp xong rồi. Ui còn lại có bao nhiêu stack nữa đâu. Đủ xây không nhỉ? Hy vọng là đủ. Ủa hư rồi các bạn ơi. Đi về đi làm thêm một cây diamond one để build tiếp tục. Đó là một trong những cái bản mod khá là hay, giúp chúng ta build nhà, build cửa này nọ nhanh chóng. Giờ là lấy kim cương một viên thôi là đủ. Chỉ một viên thôi là đủ rồi. Đây chúng ta sẽ... À quên, ở đây chúng ta có gọi là có que sẵn rồi. Ôi mình đi tạo thêm một chi vậy trời. Rồi không sao. Chúng ta sẽ đắp lên đây thôi. Đó. Ui sắp xong rồi nha các bạn. Ơi chuẩn bị thả khủng long vô được rồi đó. Hợp lý đó. Hợp lý quá. Chuồng này đắp lên. Đắp lên nè. Rồi ok, bên kia nữa là xong. Hết đá luôn rồi. Thôi tạm thời sử dụng nhiêu đó trước đi. Chỗ đó sửa sửa sau. Rồi, à quên đi lấy trứng. Lấy trứng khủng long cái đã. Ở đây mình nghĩ là chúng ta sẽ build một cái chỗ mình sẽ đào một cái chỗ ở đây để mà lắp kính, rồi chúng ta có thể nhìn thấy được ở bên trong là chúng ta có con khủng long gì. Giống như cái chuồng T-Rex gì đó thấy không? Đó, mấy cái lỗ khoét kính gì đó. Nhìn nó sẽ đẹp hơn. Mình sẽ chuyển bé ba sừng bên kia qua đây luôn. Còn kính không à? Nhắc kính mới nhớ nha, không biết còn nữa nè. còn các bạn ơi, còn rất là nhiều luôn. Kính màu trắng có thể tách được không? Tách được. Kính trắng này tách thành kính thường không được rồi. Giờ sao? Oh no. Cái này thấy trắng trắng nhìn không rõ đâu, nhìn cận thị luôn đó các bạn. Rồi toan tôi rồi. Hết kính rồi, hết thủy tinh rồi. Chắc tập sau đi đào thêm cát quá. Để trứng ra up trước đi. Feeder đâu, cái máy feeder của mình đâu? Máy cho ăn đâu? Đâu rồi? Đây, một cái. Tạm thời lấy một cái cho ăn trước đi. Rồi tính toán sao? Giờ đi lấy lúa. Lúa các bạn ơi. Đã đến mùa vụ thu hoạch rồi. Yay. Này, thu hoạch lúa rồi. Cần rất là nhiều lúa, tại vì chúng ta nuôi cũng không ăn cỏ là cần cái nguồn lương thực cực kỳ cao nha. Cái tốc độ ăn uống của nó rất là nhanh đó. Mấy con cỏ nó ăn nhanh hơn mấy con thịt nữa các bạn. Chỗ nó ăn đúng nhiều luôn nha. Ta cần rất rất là nhiều lúa đây. Cái chỗ này trồng lúa quả là không sai mà. Cà rốt cũng được. Nhưng mà cà rốt cho heo ăn đi. Lúa thì cho mấy con khủng long cỏ ăn trước. Quá trời cà rốt luôn nè. Khoai tây nữa nè. Ui kỳ này bọn... Còn lúc mà mình thiếu lúa mình có thể sử dụng cà rốt và khoai tây.
Còn không thì mình sẽ đi đi ra ngoài kiểu chỗ mấy cái đây nè, mình đập mấy cái này lấy rau củ quả, trong khi những lúc mà mình thiếu thốn mình có thể trồng được, nhưng mà mình thích trồng cà rốt, khoai tây và lúa thôi các bạn. Mình không thích trồng mấy cái củ quả mới đâu. Rau củ này nọ, củ dền này, mía rồi ớt kiểu. Này mình cắt trong đây rất là nhiều luôn. Cái đó để dự trù đi, dự trữ sao vậy? Còn tạm thời thì lấy cái nào có sẵn thì mình lấy thôi. Mùa tới mùa thu hoạch là thu hoạch một lần như vậy đó. Bây giờ cho qua bỏ bỏ trứng vô cái đây ha. Rồi mình sẽ gọi là cho tụi kia ăn sau. Cái nào quan trọng làm trước đi chứ, đúng không? Đây, sẵn sàng chưa mọi người? Một con, hai con này con đực, con này con cái thì mọi người cũng đã biết rồi đó. Con này con cái và con kia con đực ha. Máy cho ăn chúng ta sẽ để ở đâu? Để đó nha. Mình cho ăn một chỗ là nó chỉ bu là một chỗ đó thôi các bạn à. Thôi mình sẽ cho ăn bên kia đi. Cái chỗ này, thôi chỗ cho ăn chỗ này đi. Mình sẽ để đây một máy và bên kia một máy nữa. Tạm thời để lúa vô trước nè. Cà rốt xin lại 32 củ đi. Đó, phân tách ra kiểu này cho đều đều xíu. Rồi, để chúng ta qua bên kia bắt con khủng long qua luôn. À, chúng ta cần phải có cái animal net. Ơi, ở đâu có con heo trong đây nữa vậy? Con heo lạc đàn. Và cần gì nữa ta? Cần một thêm cái máy cho ăn nữa. Đây 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 đây. Tạm thời lấy cái máy này ra đi ha. À quên, chưa có cúp. Máy đó thì cái chuồng này có cái con micro raptor, nhưng mà nó bay mất tiêu rồi. Để coi còn dư cái máy nào không. Hết luôn các bạn ơi. Hết thôi đi. Làm cái cúp cái đã. Cúp bằng mà Constant cũng được. Constant nó VIP hơn sắt nữa nha. Một loại khoáng sản ở trong vùng núi. Rồi chi tới ta. Nãy mình nói mình làm gì mình quên rồi. À cái Animal Net. Mình lấy qua mình bắt mấy cái con khủng long bự nè. Đó. Thôi lần này tôi đi trực thăng cho nó mau, chứ đi cái jetpack này lâu quá. Đây, bay trực thăng qua cho nó nhanh luôn nha. Đấy. Ok. Xuống đầu xuống. Rồi, à quên lấy cuốn sách ra coi cái ngày giờ của nó sống như thế nào nữa. Rồi, vậy là con này bị tách đàn rồi. Con này từ nay là sống một mình rồi nha. Ồ, nó hú kìa không? Nó tạm biệt đó các bạn à. Rồi, ok. Con bự như vậy mà mình vẫn bỏ vô cái túi được. Tạm biệt lần cuối đây, bye bye. À, chúng ta sẽ bỏ con khủng long. Ê ê ê ê, tự nhiên phóng xuống vậy. Bỏ ra đây. Đó. Ok đó các bạn, môi trường sống mới của nó nha. Và bên đây á, thì nó sẽ sinh sống với bầy đàn của nó sẽ thích nghi hơn. Mấy cái này đi cho nó đều đều nè. Ở dưới đây chắc là phải lắp lại rồi, không lắp lại không được đâu. Sợ nó chui xuống dưới quá. Ở bên đây nó sẽ được sống với bầy đàn của nó. À mình có thể đập mấy cái này mình bỏ đồ ăn vô nha. Ủa kỳ ta. Ủa sao cái đập được cái không đập được là sao? Bị lỗi à. Chúng ta sẽ bỏ đồ ăn vô đây tiếp. Ngoài lúa và cà rốt, chúng ta có thể bỏ được mấy cái này ra nè. Đây 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 đây, quá trời đồ ăn luôn. À, nhưng mà mỗi thứ một cái à, thôi để đó đi. À, tính toán sau. Không biết là mấy cái con T-Rex nó có qua đây nó cắn được không nữa nha các bạn. Mình sợ lắm. Mình sợ nó qua đây nó cắn quá. Chắc là phải rào chỗ này lại quá. Nó mà đập cửa, đập kính cái là toang luôn đó. Rồi tạm thời vậy đi. Rồi con này nó bị khùng rồi các bạn à. Để mình vớt nó qua đây cái đã. Rồi đó, mình sẽ vớt mấy cái con kia qua bên đây luôn. Để cho nó thấy được cái nguồn thức ăn. Chứ không thôi nó đói nó chết đấy các bạn ơi. Đó là chết đấy, tội nghiệp tụi này nữa. Còn con nữa đâu? À, nó bằng kia kìa. Tụi nó không biết là bên đây có đồ ăn nè. Nên là chúng ta sẽ làm thêm một cái máy nữa. Một cái máy cho ăn nữa. Rồi hư luôn các bạn à. Đó, bắt đầu nó xuống nó ăn rồi đó. Con kia bự quá trời bự luôn rồi ha. 30 ngày tuổi mà. Wow. Nhớ những ngày đầu tiên nó còn chút xíu vậy à. Bây giờ mà nó bự như vậy rồi. À, chúng ta sẽ đi bưng con kia qua đi. Ở đây à, đặt cái đèn ở đây cho sáng đi. Ở đây thì chúng ta mấy con nhỏ này chúng ta không cần phải vớt gì đâu cho nó hao. Chúng ta có thể bưng qua. Đó.
bưng qua như những ngày đầu tiên. Hồi ức lại kỷ niệm. Ai, trời tối rồi kìa, tối nay chưa đi ngủ nè. Đó, bắt đầu nó có nước, cái kiểu đó nó khoái đó các bạn. Đấy, chúng ta đã được ba con khủng long ba sừng rồi nha. Và ok, mình nghĩ là tập này tới đây thôi. Và nếu như mọi người thích tập này của mình, đừng quên bỏ lại một like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình là Zilcat, chúc các bạn mọi người tốt lành. Hẹn các bạn tập tiếp theo của Minecraft vua khủng long. Bye bye. Giờ thì lên trực thăng đi về ngủ thôi chứ sao nữa, trời tối rồi. Vậy thôi, let's go. À, chỗ này chắc là phải tu sửa lại rồi. Ê, 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 ê. Toàn.